Hiểu biết pháp luật để sống và làm việc trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật là yêu cầu cơ bản đối với tất cả mọi thành viên trong xã hội. Nhiều năm nay, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh đã được quan tâm thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức đa dạng, có sự phối hợp giữa ngành tư pháp cùng các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, giúp người dân giải quyết những thắc mắc về vấn đề luật pháp mà mình đang gặp phải, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Đây là hội nghị ký kết phối hợp công tác tư vấn pháp luật giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh và Hội luật gia quận diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2012, đồng thời ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí với mục tiêu nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các trường hợp khiếu kiện không đúng quy trình khiếu nại tố cáo, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Hàng năm là quận Bình Thạnh, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của quận đều có ban hành một cái chương trình công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn của quận Bình Thạnh. Thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận là thành viên của hội đồng. Trên cơ sở cái kế hoạch chung của hội đồng của quận, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã xây dựng một cái chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật theo cái hệ thống của mặt trận. Với cái ý nghĩa đó, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã cùng bàn bạc với là Hội luật gia của quận Bình Thạnh là phối hợp để ra mắt một cái điểm tư vấn pháp luật ở trên địa bàn quận Bình Thạnh. Thì hàng tuần vào là sáng thứ bảy, điểm là sẽ có các luật sư, luật gia có kinh nghiệm, am hiểu tất cả các lĩnh vực để đến đây ngồi trực tư vấn, và người dân cũng được là Mặt trận Tổ quốc của các phường cũng thông báo để đến đây để là được tư vấn. Hiện nay bây giờ người dân rất cần để tư vấn pháp luật trong mọi cái vấn đề. Cho nên chúng tôi thấy là để kêu gọi lại người dân để mà họ giải đáp pháp luật cho họ khi họ có yêu cầu thì là một cái điểm rất là quan trọng. Tại vì có nhiều người là người ta không biết là đến đâu để tư vấn. Thì tôi thấy rằng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là một chủ trương lớn mà quận Bình Thạnh mình mở cái điểm tư vấn này, tôi thấy rất hợp lý và tôi tin tưởng nó sẽ giúp ích cho đồng bào ở quận Bình Thạnh cũng như ở thành phố. 10 phút tiếp dân để chính quyền gần dân hơn. 10 phút tiếp dân để lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và để giải quyết những vấn đề từ cuộc sống. Em Nguyễn Hoàng Oanh sinh ngày 22 tháng 8 năm 1988, hiện tạm trú tại số 35/25 đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh. Vì cha em mất trước khi em sinh nên khi sinh em ra, mẹ em đã gửi cho bà nội nuôi, đến nay em không biết mẹ và cũng không liên lạc được. Do nhà nghèo, bà nội lại không biết chữ nên lúc em mới sinh, bà nội không làm giấy khai sinh cho em. Đến năm 2008, khi được sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương phường 15, em mới được làm giấy khai sinh và cấp sổ tạm trú. Nhưng trong giấy khai sinh của em lại không có tên cha mẹ. Bà nội là người khai sinh lại cũng không ghi quan hệ huyết thống. Hôm nay em đến điểm tư vấn pháp luật tại văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh để hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu. Thưa quý vị khán giả, chương trình 10 phút tiếp dân đang có mặt tại điểm tư vấn pháp luật miễn phí do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh và Hội luật gia quận Bình Thạnh tổ chức. Mời quý vị theo dõi buổi tư vấn giữa luật gia và người dân về thủ tục nhập hộ khẩu. Xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là luật gia Bùi Thanh Loan, chị là Phó Chủ tịch Hội luật gia quận Bình Thạnh. Và đây là em Nguyễn Hoàng Oanh, hiện tạm trú tại số 325/25 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh. Đây là anh Trần Thiện Khiêm, là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường 15, quận Bình Thạnh, cũng là tổ trưởng tổ dân phố, tổ 68, phường 15, quận Bình Thạnh, sẽ đến đây cùng hỗ trợ các cái thông tin với vụ việc của em Oanh. Chào em. Em hôm nay đến đây để được tư vấn về vấn đề nhập hộ khẩu, đúng không nào? Dạ. Em có thể cho chị mượn cái phiếu ghi cái nội dung yêu cầu tư vấn được không? Em là Nguyễn Hoàng Oanh, sinh năm 1988. Oanh có câu hỏi rằng là tôi có được nhập hộ khẩu hay không?
và thủ tục nhập hộ khẩu này như thế nào? Xin được gửi lại cho chị cái phiếu yêu cầu tư vấn của em Oanh. Chắc để tư vấn cho em thì có thể là em cung cấp cái hồ sơ thì chị mới có những cái cơ sở để tư vấn cho nó chính xác. Hôm nay em có mang hồ sơ theo không? Dạ có. Thì qua hồ sơ của em thì chị thấy là em có cái đơn xin nhập hộ khẩu, rồi bản khai nhân khẩu, bản sao giấy khai sinh. Thì trong cái bản sao giấy khai sinh này á, em sinh năm 1988. Nhưng mà thật ra khi đăng ký khai sinh đó, em đăng ký vào ngày 6 tháng 3 năm 2008. Thì như vậy là gần 20 năm sau em mới làm cái đăng ký khai sinh quá hạn. Ngoài ra thì trong cái hồ sơ này á, em có một cái quyết định về việc công nhận cha. Tức là khi năm 2008 thì em chưa có tên cha tên mẹ, đúng không? Trong cái phiếu yêu cầu của em thì em lại không ghi cái phần này. Phải nói là cái quyết định công nhận cha này nó rất là quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc giải quyết cái việc nhập hộ khẩu hay không. Em có cung cấp cái bản sao giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú và cái giấy chứng tử của ông Trần Thiện Khanh. Giấy trích lục bộ khai sanh của ông Trần Thiện Khanh, cha là ông Trần Văn Khá và mẹ là bà Quỳnh Thị Hòa. Giấy chứng tử của ông Trần Văn Khá, tức là ông nội của em, đúng không? Dạ. Hồ sơ của em chứng minh cũng tương đối là đầy đủ, cụ thể. Có giấy chứng minh, có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu đất, đứng tên của ông Trần Văn Khá và bà Huỳnh Thị Hòa. Ở đây trước hết là chị sẽ giải thích về cái điều kiện, rồi cái thẩm quyền, về cái thủ tục để cho em nắm được những cái nội dung đó. Theo cái điều 21 của luật cư trú được ban hành vào ngày 29 tháng 11 năm 2006, thì đối với ở thành phố mà trực thuộc trung ương thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ tại công an huyện, quận, thị xã. Còn về hồ sơ đăng ký thường trú, thì ở đây chị sẽ giải thích cái việc mà hồ sơ đăng ký thường trú theo quy định bình thường. Tức là nếu mà đối với cái người đã thành niên như em, thì nếu mà có một cái hồ sơ đăng ký thường trú, thì thứ nhất là phải có cái phiếu báo, thì ở đây em đã có cái phiếu báo. Thứ hai là bản khai nhân khẩu, thì em cũng đã có cái bản khai nhân khẩu. Thứ ba là cái giấy chuyển hộ khẩu theo quy định của luật cư trú. Thứ tư là các giấy tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Thì như vậy cái chỗ ở hợp pháp ở đây thì em cũng đã có cái chứng minh cái giấy chủ quyền nhà. Mà cái giấy chủ quyền nhà ở đây là đứng tên của bà Quỳnh Thị Hòa và ông Trần Văn Khá, tức là ông nội bà nội. Mặc dù là em có cái sổ tạm trú từ năm 2008, nhưng mà thật ra là em đã sinh ra từ năm 1988. Thành ra bây giờ công an quận mới yêu cầu là em phải có một cái giấy xác nhận tạm trú từ giai đoạn 1988, tức là từ cái giai đoạn em mới sinh ra cho đến khi em đăng ký khai sinh. Là hiện nay trong hồ sơ của em thì không có cái giấy tờ đó. Thưa chị Loan và anh Kim, thì em thấy rằng trong cái hồ sơ này nó có một cái giai đoạn rất là dài, từ lúc bé Oanh sinh ra là năm 1988 cho đến năm 2008 thì mới được làm giấy khai sinh. Vậy thì trong cái quá trình trước năm 2008 thì các cái vấn đề về hộ tịch cá nhân của em Oanh thì như thế nào? Rồi em Anh đến trường là như thế nào, có giấy khai sinh ra sao, các cái thủ tục mà để có thể đi học được đó anh. Trước đây hồi nhỏ thì em đi học thì phải dùng cái giấy khai sinh của một người bạn khác để đi học. Sau đến năm lớp 9 thì là nhà trường phát hiện ra là giấy khai sinh của người khác, cho nên cho em nghỉ học. Thì lúc đó thì gia đình mới tìm cách để làm sao làm được cái giấy khai sinh đó, cho nên là với sự hỗ trợ của chính quyền, của công an địa phương thì em năm 2008 em mới được lập cái giấy khai sinh. Nhưng mà một cái điều quan trọng là lúc đó do bà nội thì già lại thiếu hiểu biết pháp luật, cho nên trong giấy khai sinh thì hoàn toàn không có hề có một cái sự nào có cái quan hệ trong với gia đình. Đây là cái điều khó sau này để cho em khi nhập hộ được hộ khẩu nó là. Dạ, thì em thấy rằng là chị Loan có nói đến cái quyết định công nhận cha đó. Và đây là một, và chị Loan có nói đây là một cái cơ sở rất quan trọng đối với lại cái việc nhập hộ khẩu cho em Oanh. Vậy thì không biết rằng cái quyết định công nhận cha này là được thực hiện như thế nào, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chỗ tổ trưởng tổ dân phố đã hỗ trợ như thế nào để có thể làm được cái quyết định này ạ? Chúng tôi đã xuống gặp bộ phận tư pháp để tìm hiểu. Bộ phận tư pháp
đã giới thiệu, đã hỗ trợ những cái thủ tục cần thiết đó, thì qua xác nhận của những người nhân chứng tại địa phương cũng như là xác nhận của cơ quan công an, cảnh sát khu vực thì bé Oanh đó, đã được là ủy ban dân phường cùng với lại bộ phận tư pháp hỗ trợ giúp cho được cái ra cái quyết định là công nhận người cha có tên. Qua cái trao đổi của anh Kim, chủ tịch mặt trận á, thì như vậy anh Kim cũng đã nắm được những cái quy định về hộ tịch. Thì cái quy định về hộ tịch á, hiện nay á, là chúng ta áp dụng theo cái nghị định 158 năm 2005. Thì trong quy định đó thì cũng có cái điều 34 để giải quyết cho cái việc là công nhận cha mẹ con. Tức là những cái trường hợp cha mẹ con mà khi làm khai sanh chúng ta không ghi tên cha tên mẹ trong cái thời điểm đó, thì nếu sau này chúng ta có cái truy nhận lại, đối với trường hợp của em Oanh này đó là do cha chết nên chúng ta phải truy nhận lại. Em đã nghe chị Loan tư vấn cho em về các cái giấy tờ thủ tục cần thiết và cái hướng để cho chúng ta có thể làm hoàn tất cái thủ tục để nhập hộ khẩu cho em. Vậy thì em có câu hỏi nào hoặc cái vấn đề nào chưa rõ em cứ hỏi chị Loan để được tư vấn thêm. Dạ, con biết bây giờ mình làm sao mà để công an phường người ta chứng cho mình là ở đây từ nhỏ. Ý em muốn là chứng nhận cái việc xác nhận cái thời gian tạm trú của em từ năm 1988 cho đến thời điểm hiện nay. Tức là đến năm 2008 thì em đã có cái sổ tạm trú rồi. Thì cái đó là một cái cơ sở pháp lý để cho em có cái thời gian tạm trú từ trên 2 năm theo luật cư trú. Thì ở đây là em đang vướng cái chỗ là em chưa có cái giấy xác nhận cái quá trình từ lúc sinh ra cho đến thời điểm hiện nay. Thì có thể là về phía mặt trận xem xét coi như thế nào để tạo điều kiện. Tại vì cái đó là thuộc về chính quyền địa phương. Có thể là anh Kim cũng sẽ có cái hỗ trợ. Về phía chính quyền địa phương chúng tôi sẽ cố gắng can thiệp với lại cơ quan công an địa phương để tìm mọi cái biện pháp thế nào giúp cho bé Oanh sẽ được cái chứng nhận trong cái đủ thời gian suốt cái quá trình từ năm 88 đến năm 2008 để cho em hoàn tất được cái thủ tục để được nhập được hộ khẩu. Thưa chị Loan, thì đây là một cái câu hỏi từ phía chương trình, cũng từ cái vấn đề của bạn Oanh. Thì em có nghe được cái tư vấn rằng là trong trường hợp á, mà một người có cái tạm trú mà từ một năm trở lên, đó là một trong những cái điều kiện để xin nhập hộ khẩu, đúng không ạ? Vậy thì trong cái hồ sơ của bạn Oanh là đã có cái sổ tạm trú từ năm 2008. Vậy thì tại sao lại phải xác nhận cái vấn đề là tạm trú dài hạn từ lúc bà bạn sinh ra cho đến năm 2008? Luật cư trú thì quy định rất là nhiều trường hợp. Yeah. Thì riêng cái trường hợp ở đây thì có lẽ là tôi sẽ xin phép được giới thiệu những cái điều kiện chung. Rồi sau đó dẫn đến là cái điều kiện của em Oanh theo cái điều 20 của luật cư trú á. Thì nó là công dân thuộc một trong những cái trường hợp sau đây thì sẽ đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Cái thứ nhất là có cái chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Cái điều kiện này á, thì chúng ta hiểu là tức là cái người đó đã có đăng ký thường trú ở một nơi nào đó rồi. Yeah. Thì bây giờ người ta muốn đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương thì chỉ cần là tạm trú một năm thôi. Một cái điều kiện thứ hai là được cái người mà có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập hộ khẩu của mình. Thì nó có rất nhiều trường hợp, nó sẽ nằm trong cái điều 20 điểm D thì nó sẽ ứng với cái trường hợp của em Oanh. Yeah. Tức là người thành niên độc thân về sống với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại. Đối với cái trường hợp của em Oanh này á, thì sẽ được thực hiện theo cái thông tư số 52 ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công an và cái hướng dẫn số 22 ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Công an thành phố. Thì đối với trường hợp này quy định là hộ nhân khẩu từ trước đến nay chưa đăng ký thường trú ở bất cứ nơi nào thì phải có bản tường trình cam kết về tình trạng hộ khẩu thay cho giấy chuyển hộ khẩu. Theo quy định của luật cư trú á, nếu mà trẻ sinh ra thì phải đăng ký khai sanh trong cái thời hạn là 60 ngày. Nếu mà cái thời điểm mà em vừa mới sinh ra mà em đã được làm khai sanh rồi á, thì nó rất là đơn giản. Em chỉ cần có khai sanh rồi em chứng minh cái mối quan hệ cái người nuôi dưỡng thì lúc đó là đã được nhập hộ khẩu. Tuy nhiên hiện nay thì em đã thành niên
thì phải áp dụng theo cái điểm vừa nói. Thưa chị Loan, vậy là tóm lại là trong hồ sơ của em Oanh là chỉ còn thiếu cái giấy bản tường trình cam kết về cái việc là tạm trú từ ra cho đến năm 2008 là hoàn tất rồi không chị? Thì bây giờ em chỉ bổ sung thêm một cái giấy xác nhận là cái quá trình tạm trú. Thì cái giấy xác nhận này sẽ do công an phường xác nhận, và có thể là em sẽ nhờ anh Kim, chủ tịch mặt trận cũng sẽ hỗ trợ cho em trong cái làm cái thủ tục xác nhận này. Và cái việc nộp hồ sơ này em sẽ nộp qua công an quận Bình Thạnh. Và cái thời gian giải quyết cấp cái hộ khẩu cho em đó trong thời gian là 15 ngày kể từ khi em nộp hồ sơ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn chị Hải Anh. Chương trình cũng rất cảm ơn chị Loan đã hướng dẫn rất là chi tiết, tận tình. Thì chương trình cũng xin thay mặt em Oanh xin cảm ơn chị. Và chương trình cũng rất cảm ơn anh Kim đã hỗ trợ em Oanh cung cấp những cái thông tin quý giá để cho cái người tư vấn nắm được và đưa ra những cái tư vấn cụ thể đối với trường hợp của em Oanh. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi hy vọng rằng qua phần tư vấn của luật gia Bùi Thanh Loan và trường hợp cụ thể của em Oanh thì quý vị khán giả đã một phần nào nắm được các cái thông tin quy định của pháp luật về vấn đề thủ tục để nhập hộ khẩu. Thưa quý vị khán giả, mỗi tuần vào thứ Bảy thì tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh có một cái điểm tư vấn pháp luật miễn phí. Chúng tôi hy vọng rằng là quý vị khán giả xem chương trình sẽ biết được cái địa điểm này để tới đây nhờ các cái luật gia, luật sư sẽ tư vấn cho quý vị khán giả những cái vấn đề mà quý vị đang thắc mắc. Thì chương trình 10 phút tiếp dân ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 trên kênh HTV9. Chương trình này cũng được phát lại vào lúc 23 giờ 20 cũng trên kênh HTV9 vào thứ Hai của tuần kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả. 10 phút tiếp dân để chính quyền gần dân hơn. 10 phút tiếp dân để lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và để giải quyết những vấn đề từ cuộc sống. Mời quý khán giả cùng tham gia chương trình 10 phút tiếp dân, vui lòng gửi thư về Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 hoặc email ct10phuttiepdan@yahoo.com.vn.